Thưa quý vị, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 xâm nhiễm và bùng phát trên địa bàn, hiện nay các địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh, ghi nhận tại vùng chăn nuôi an toàn tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Bất kể thời tiết, liên tục trong những ngày qua, nhân viên ngành thú y này đi khắp các hộ chăn nuôi trên địa bàn phụ trách nhằm kiểm tra sức khỏe của các loại gia cầm trước nguy cơ xâm nhiễm dịch H5N1. Đồng thời, ông còn hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch cho vật nuôi. Nếu mà có vấn đề mà gia cầm bị ốm, bị đa thì rõ ràng là phải có một cái sự báo cáo nhanh về chỗ trung tâm kỹ thuật nông nghiệp và dịch vụ thú y của thành phố Đà Nẵng để cho họ có một cái hướng chỉ độ và phòng chống dịch. Để bảo vệ đàn gia cầm, các hộ chăn nuôi quy mô lớn tại đây đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống như thời điểm đang có dịch, trong đó tập trung vào công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường. Thì trong chăn nuôi thì cái vấn đề mà tuân thủ quy định là nghiêm ngặt là phải là sát trùng thường xuyên bằng cái bencoxit rồi vôi bột. Và nếu mà vẫn bị cái đàn của gà của mình mà nó bị là sao, là mình tái đàn không có được. Nó nhiễm ở trong đất nữa rồi là mình nuôi lại là không bao giờ được, không có thể bền vững được. Cho nên cái công tác tiêm phòng là H5N1 nó phải đạt lên hàng đầu. Song song với công tác phòng chống dịch cho đàn gia cầm, ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các hộ chăn nuôi hiểu về sự nguy hại của dịch cúm gia cầm H5N1, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm sang người để bà con chủ động phòng chống. Giám sát cũng như là tuyên truyền cho người dân trong cái việc mà phòng chống dịch cúm gia cầm. Đồng thời thì cán bộ của trung tâm cũng phối hợp cùng với địa phương tăng cường cái công tác mà phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm. Rồi trung tâm cũng đã có cái tổ chức cái thành lập đoàn đi kiểm tra, như là đi kiểm tra cái việc vận chuyển cũng như là xử lý các cái trường hợp vi phạm nếu như vận chuyển trái phép. Hiện đang trong thời điểm giao mùa khiến nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia cầm là rất cao. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh.